Mến chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh YouTube của Kính Hải Triều. Chắc hẳn các tín đồ mà hay sử dụng kính thì cũng đã nghe qua một thương hiệu kính vô cùng nổi tiếng trên thị trường hiện tại, đó chính là Essilor. Thương hiệu này là một trong những thương hiệu mà đứng đầu thế giới về trồng kính. Thương hiệu này sở hữu hàng trăm sản phẩm mà khách hàng rất là tin dùng. Và một trong số đó là kính đơn tròn Chrysal Rock. Đây là một sản phẩm không chỉ cung cấp một thị lực sắc nét mà còn mang lại một cái lợi ích về bảo vệ khách hàng trước các tia có hại như là UV hoặc là ánh sáng xanh. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng Mỹ Lệ tìm hiểu xem trong kính Chrysal Rock tại Hải Triều đang có những mức giá như thế nào và lớp phủ này có gì đặc biệt nhất. Chắc hẳn là quý vị và các bạn đang rất là thắc mắc, vậy liệu ánh sáng xanh là gì mà lại khiến chúng ta phải lo lắng về loại ánh sáng này? Thì ánh sáng xanh thì sẽ có bước sóng từ đó khoảng tầm 380 nanomet đến 455 nanomet. Và ánh sáng xanh có trong xung quanh chúng ta luôn, đặc biệt là trong các thiết bị điện tử, màn hình máy tính, tivi. Thì khi chúng ta nhìn liên tục thì ánh sáng xanh từ các thiết bị này cường độ khá là cao. Và ánh sáng xanh thì cũng sẽ chia làm hai loại nha. Một loại thì sẽ có tên là ánh sáng xanh tím. Loại này bước sóng sẽ ngắn hơn và làm mắt của mình dễ bị tình trạng mỏi mắt, nè, khô mắt và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ cũng như là đồng hồ sinh học của mình. Còn loại thứ hai thì sẽ là ánh sáng xanh ngọc. Với một cái tên nhẹ nhàng hơn thì ánh sáng xanh ngọc sẽ có bước sóng dài hơn và nó có lợi ích cho chúng ta có thể nhận biết được màu sắc chính xác nè, và cũng như là cải thiện được tinh thần của cái người mà thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng. Thì đối với loại ánh sáng xanh này thì chúng ta vẫn thường á, thì đa phần để mà tốt hơn, để mình có thể nhận biết màu sắc mà không ảnh hưởng quá nhiều đến thị lực, thì mình chỉ nên chọn những trồng kính có khả năng hạn chế sáng xanh, chứ không cần phải cắt hết 100% ánh sáng xanh mọi người ha. Vậy còn đối với trồng kính Chrysal Rock thì sao? Ở đây thì trồng kính Chrysal Rock thì lớp phủ Chrysal Rock này sẽ có những tính năng cơ bản như là có thể là dễ vệ sinh nè, nhờ việc là trồng kính trơn hơn. Tiếp theo sẽ là ngăn UV được hai mặt, cả mặt trước lẫn mặt sau, để người sử dụng có thể yên tâm về việc là nó có thể chống lại tia UV khi mà tiếp xúc với mắt. Rồi, tiếp theo nữa sẽ là tính năng hạn chế ánh sáng xanh, hạn chế bám bẩn và hạn chế trầy xước sẽ là tính năng vượt trội nhất của dòng Chrysal Rock này, vì đã được nâng cấp gấp 3 lần so với lớp phủ cũ. Loại trồng kính Chrysal Rock này nhờ những ưu điểm như vậy nên khách hàng sẽ lựa chọn nhiều hơn, vì là trồng kính trơn, bền hơn cũng như là dễ vệ sinh trong quá trình sử dụng. Vậy thì ngày hôm nay Mỹ Lệ đang có ở đây là một miếng trồng Chrysal Rock ha mọi người ha. Đây là một trồng kính chiết xuất 1.60 và vỏ bao bì sẽ như thế này. Đó. Ở trên trồng kính thì sẽ có thương hiệu Essilor nè, tên của loại trồng kính nè, và kèm theo số độ ở phía trên này mọi người ha. Ở phía sau thì cũng sẽ có tem niêm phong. Và lý do tại sao mình lại biết được đây là chiết xuất 1.60 thì là vì ở trên trồng kính cũng sẽ in chiết xuất này ở vị trí bên góc bên này. Nếu mà lật mặt sau ra thì nó sẽ là góc bên phải của vỏ trồng mọi người ha. Rồi, bây giờ mình lại sẽ cùng mở miếng trồng này ra để xem bên trong miếng trồng sẽ trông như thế nào nha. Ở đây thì mình lại đã khui được vỏ trồng ra rồi, và ở bên trong miếng trồng hãng họ sẽ đóng gói cho mình là có một cái lớp dán để có thể là cố định miếng trồng cũng như giúp chúng ta dễ lấy trồng ra hơn mọi người ha. Thì khi mà lắp thì bộ phận kỹ thuật tại Hải Triều sẽ tiến hành gỡ ra và đo đúng thông số tầm mắt của khách hàng trên trồng kính, sau đó tiến hành là đặt vào máy để mà lắp. Thì ở đây thì mình sẽ nhìn quan sát bề ngoài của miếng trồng này để cùng xem thử là lớp phủ này cũng như miếng trồng này có gì đặc biệt. Đầu tiên là về phôi trồng, nhìn tổng quan về màu sắc của miếng trồng khi nhìn nghiêng như vậy nè, thì mình lại sẽ thấy là phôi trồng này hơi ẩm hơn một chút khi nhìn nghiêng mọi người ha. Nếu như mà nhìn về bề mặt lớp phủ phía trước thì lớp phủ Chrysal Rock này sẽ có ánh màu xanh lá, và lớp phủ này cũng vì là có tính năng giúp trồng kính sắc nét cho nên là cũng nhìn trồng kính cũng đỡ bị hiện tượng là phản chiếu hơn, và nhìn cũng khá là tự nhiên, dễ nhìn. Đối với người đối diện nếu mà nhìn vào thì cũng khá là thoải mái, không đến nỗi là gắt mắt và khó chịu mọi người ha. Vậy thì trồng kính Chrysal Rock này hạn chế ánh sáng xanh bằng cách nào? Loại trồng kính này hạn chế ánh sáng xanh bằng cách là trong vật liệu của thiết kế trồng kính chiết xuất 1.60 Chrysal Rock đã có sẵn vật liệu Blue UV Capture. Thì đây là một loại vật liệu giúp hạn chế ánh sáng xanh do Essilor họ sản xuất ra mọi người ha. Đối với dạng vật liệu này thì khả năng hạn chế ánh sáng xanh nó sẽ dao động ở đó khoảng tầm trên dưới 20%, để giúp đảm bảo là khách hàng vẫn có thể nhận biết được màu sắc nè, nhưng mà vẫn giảm được cái tác động tiêu cực từ ánh sáng
sáng xanh tím gây ảnh hưởng đến mắt người sử dụng. Và vì là có hạn chế ánh sáng xanh, do đó thì trong kính này cũng sẽ có một cái nhược điểm nhẹ là nó hơi ám vàng nhẹ. Do đó thì nếu như các bạn là những khách hàng cần phải sử dụng và yêu cầu độ chính xác về màu sắc thì đây là một cái sản phẩm mà Mỹ lại đề xuất là mình nên cân nhắc một chút. Ngược lại, nếu mình không quá đề cập, không quá là phải chú ý đến màu sắc thì mình có thể cân nhắc sản phẩm này, bởi vì sản phẩm này sẽ hạn chế ánh xanh, giúp các bạn có thể làm việc, học tập thoải mái, và mình cũng được ngăn UV 100% nè. Ngoài ra thì trồng kính cũng trơn hơn và dễ vệ sinh hơn rất là nhiều, giúp hạn chế bám bẩn, tăng độ bền của trồng kính nữa. Vậy thì với trồng kính đơn trồng Chrysorock tại Hải Triều hiện tại mức giá đang như thế nào và sẽ có những chiết xuất như thế nào và phù hợp với ai? Thì hiện tại ở đây mình lại sẽ có bảng giá của Essila mọi người ha. Về chiết xuất thì tùy vào độ số của khách hàng sử dụng thì Essila cũng thiết kế bảng chiết xuất phù hợp để các bạn có thể lựa chọn và tối ưu được mức giá. Thì hiện tại những cái chiết xuất mà Essila đang có sẵn cho trồng kính đơn trồng Chrysorock thì sẽ có 3 loại chiết xuất. Đầu tiên sẽ là chiết xuất 1.56, tiếp theo sẽ là chiết xuất 1.60 và tiếp theo nữa là chiết xuất 1.67. Từng chiết xuất thì sẽ phù hợp cho từng hang độ khác nhau. Ví dụ chiết xuất càng cao thì trồng sẽ càng mỏng, do đó thì độ nhẹ trồng kính cũng sẽ tăng hơn. Vì vậy là nếu như mà khách hàng có độ cao nè, mình muốn một trồng kính mỏng nhẹ nè, thì mình có thể cân nhắc nâng chiết xuất của sản phẩm lên. Còn về vật liệu Blue UV Capture hoặc là lớp phủ Chrysorock là được giữ nguyên 100% mọi người ha. Về giá thành thì đối với chiết xuất 1.56 thì sẽ là mềm nhất, giá sẽ là 1.298.000. Và nếu như bạn có nhu cầu nâng chiết xuất lên chiết xuất 1.60 thì sẽ là 2.280.000 và chiết xuất 1.67 thì sẽ là 3.980.000. Đây là mức giá hiện tại Essilor đang niêm yết tại tất cả các đại lý của Essilor, cho đó Hải Triều cũng sẽ phân phối theo giá niêm yết này. Đối với mức giá này thì sẽ là giá của một cặp chồng mọi người ha. Nếu như bạn đang cân nhắc và tìm kiếm cho mình một cặp trồng kính Chrysorock thì hãy đến ngay Hải Triều để được tư vấn chi tiết hơn, cụ thể hơn, cũng như xem qua trồng kính mẫu tại cửa hàng, sau đó mình cắt một kính mới nhé. Và vừa rồi là Mỹ Lệ đã giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn về trồng kính đơn trồng Chrysorock. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm này hoặc là bất kỳ một sản phẩm nào khác của Essilor thì hãy comment ở bên dưới để cho Mỹ Lệ chia sẻ trong video tiếp theo nhé. Nếu bạn yêu thích video này và yêu thích Hải Triều thì hãy nhớ like, share và follow kênh YouTube Kính Hải Triều nha.